thì là một đơn vị đại diện của một công ty châu Âu. Chúng tôi chuyên cung cấp về những cái máy đóng gói bao bì trong những ngành như là nước giải khát, ngành sữa. Thì chúng tôi có hợp tác với bên Thiên Hòa để mà đưa ra cái giải pháp hoàn thiện cho khách hàng. Và điều mà tôi cảm thấy hài lòng nhất đó là cái tác phong làm việc rất là chuyên nghiệp của Thiên Hòa, từ khâu thiết kế đến khâu gia công rồi đến khâu lắp đặt. Hiếm có công ty nào trong ngành cơ khí mà hoàn toàn công ty Việt Nam mà phát triển ổn định như là Thiên Hòa. Thì tôi cũng không dám có những cái góp ý gì thêm nữa, nhưng mà về phía bên tôi đó thì vẫn tiếp tục hợp tác với Thiên Hòa. Thì tôi mong là Thiên Hòa là có thể là tiếp tục nâng cái chất lượng sản phẩm lên để mình luôn luôn là dẫn đầu thị trường ở Việt Nam. Để chúng tôi hợp tác thì sẽ kèm theo là những sản phẩm, là những dự án của tôi cũng là đứng đầu ở Việt Nam.